đề nghị hỗ trợ phóng viên lao động cơ quan báo chí. Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chú trọng thực hiện công tác phòng chống COVID-19. Phê duyệt danh sách hơn 15.400 người nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bàn giao 327 công dân Úc hoàn thành cách ly trở về nhà. Bước vào cao điểm mùa mưa, số ca mắc sốt xuất huyết chỉ tăng nhẹ. Thông tin liên quan đến nội dung công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Y tế về việc hỗ trợ đối với phóng viên, người lao động ở cơ quan báo chí trong phòng chống dịch COVID-19 sẽ mở đầu phần điểm lại thông tin trong vòng quay 24 giờ. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Bộ Y tế về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 37 của Chính phủ, và đối tượng được hỗ trợ là phóng viên và những người lao động ở cơ quan báo chí. Theo văn bản đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà báo thuộc Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp trong và ngoài nước, các đài phát thanh truyền hình và các cơ quan báo, tạp chí in, điện tử, khối trung ương và khối địa phương trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch là người lao động tham gia phòng chống dịch và được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù. Việc chi trả được thực hiện theo quy định, mức kinh phí là 130.000 đồng một người một ngày. Dự toán kinh phí cho giai đoạn 1 gồm 92 ngày, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 là 21,1 tỷ đồng. Giai đoạn 2, dự toán kinh phí được đề nghị theo mức chi mỗi ngày của giai đoạn 1, tính từ ngày 25 tháng 7 đến khi Việt Nam được công bố hết dịch. Tiếp nối thông tin trong vòng quay 24 giờ là những ghi nhận về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương. Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, đóng cửa 3 chợ trên địa bàn để khử khuẩn và điều tra dịch tễ theo quy định, gồm chợ Tân Lập thuộc phường Vĩnh Trung, chợ Siêu Thị thuộc phường Chính Gián và chợ Lầu Đèn thuộc phường Xuân Hà. Các chợ này liên quan đến 4 ca dương tính với COVID-19 là tiểu thương và nhân viên ban quản lý chợ. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng thông báo đến các tổ chức cá nhân có tiếp xúc mua bán, trao đổi hàng hóa với những trường hợp này từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện, nơi sinh sống để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19. Binh chủng Hóa học và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe đặc chủng tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực chợ Tân Lập, chợ Siêu Thị và khu dân cư xung quanh các tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần, Hải Phòng, Phạm Văn Nghị, Đỗ Quang thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Riêng đối với khu vực hai chợ nơi phát hiện ca bệnh COVID-19, đơn vị đã triển khai phun khử khuẩn tập trung vào tận các quầy hàng và khu dân cư hẻm gần chợ. Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8, Sở Y tế Đà Nẵng đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là tiểu thương và nhân viên ban quản lý chợ tại các chợ Tân Lập, chợ Siêu Thị và chợ Lầu Đèn. Tính đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng và có đến 8 ca liên quan đến bệnh viện. Trong khi đó, trên địa bàn thủ đô có tới hơn 100 bệnh viện cả công lập và tư nhân, cùng với gần 3.600 phòng khám. Nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, rút kinh nghiệm từ các ổ dịch trong bệnh viện, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã có buổi làm việc với các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Sau khi tiến hành kiểm tra 46 trên 80 bệnh viện trực thuộc, Sở Y tế Hà Nội đã buộc phải yêu cầu dừng hoạt động với 3 bệnh viện thuộc nhóm chuyên khoa mắt ngoài công lập do không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng và cách ly. Ngoài ra, có 7 bệnh viện được đánh giá ở mức an toàn thấp. Chia sẻ với thành phố, đại diện các bệnh viện lớn cho rằng rất khó để đảm bảo việc sàng lọc với số lượng từ 4.000 đến 5.000 người đến khám chữa bệnh mỗi ngày. Đặc biệt còn có một mối nguy cơ lây nhiễm khác từ các dịch vụ bên ngoài mà bệnh viện không thể quản lý. Taxi hai bên đường, xe ôm, Grab, mồm không đeo khẩu trang và đặc biệt nữa hàng quán. Nhưng không đuổi được vì đấy là đất của phường mà lại còn hai phường cơ. Phối hợp để giải quyết được một cách triệt để. Những cái đó thì rất hay, và đó chính là những cái nguồn mà chúng ta không thể kiểm soát được họ có mang hay không mang virus. Một vấn đề khác được nhiều bệnh viện kiến nghị đó là cần xem xét nghiên cứu để tính đúng, tính đủ giá xét nghiệm PCR. Chúng tôi rất là lo khi mà giao xét nghiệm cho 10 cái bệnh viện trên địa bàn, thì nếu cái giá hiện tại để đấu thầu hóa chất xét nghiệm và thực hiện theo quy trình thì với cái giá bảo hiểm thanh toán thì chắc chắn sẽ bị lỗ. Do có 700
nghìn một cái xét nghiệm, thì chúng tôi lấy đâu ra kinh phí để làm, trong khi đó thực tế một cái xét nghiệm đó là 2 triệu. Nếu chúng ta không làm như thế thì gánh nặng của các bệnh viện cũng không thể chịu được. Cứ xét nghiệm thêm mẫu nào là thâm hụt ngân sách mẫu đấy thôi. Tự nhiên cái động lực xét nghiệm sẽ kém đi, cái giá cũng là cái rất quan trọng. Cái này chúng tôi sẽ có cái báo cáo và phản ánh với Ban Chỉ đạo Trung ương cũng như là Bộ Y tế. Thế rồi thì dịch vụ xét nghiệm thì hôm trước cái Phó Thủ tướng cũng đã nêu là chưa thực hiện cái dịch vụ xét nghiệm ở bên ngoài. Về vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn phòng dịch khu vực ngoài bệnh viện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sẽ chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra xử lý ngay, đồng thời đề nghị các bệnh viện nâng cao trách nhiệm, bởi đây là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, nhưng cũng là nguồn nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh. Đã 4 ngày Hải Dương chưa ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19. Điều này cho thấy ổ dịch tại 36 Ngô Quyền, nhà hàng Thế giới Bò Tươi đã được kiểm soát. Đây là nhận định của các chuyên gia tại buổi kiểm tra và làm việc của đoàn Bộ Y tế với tỉnh Hải Dương. Đến thời điểm hiện tại thì Hải Dương về cơ bản đã kiểm soát được cái tình hình dịch COVID và số ca mắc. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi tuyệt đối không chủ quan. Trước mắt vẫn tập trung vào cái việc là truy vết và xác định F1, F2. Hai là tiếp tục đẩy mạnh cái việc là xét nghiệm. Khi mà có cái ca bệnh xảy ra ở trên địa bàn của tỉnh, phát hiện thật nhanh, khoanh vực vùng thật nhanh và tổ chức xét nghiệm triệt để đối với những cái đối tượng F1 và những cái đối tượng tiếp xúc gần, đã làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh. Tại buổi làm việc, các chuyên gia đề xuất Hải Dương nên tiếp tục có kế hoạch xét nghiệm vì có từ 50-60% bệnh nhân không có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề xuất xét nghiệm thêm những trường hợp, những người đi Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7. Mục tiêu là đánh giá miễn dịch cộng đồng. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng phương pháp ELISA thì có thể đánh giá được cái đáp ứng kháng thể của người tiếp xúc đối với những cái bệnh nhân, cũng như là những người mà có thể đã mắc, đã nhiễm những cái đã nhiễm trong thời gian trước đó. Các chuyên gia cũng khuyến cáo dù tình hình dịch bệnh tại Hải Dương đã bước đầu được kiểm soát, nhưng chính quyền và người dân không được chủ quan. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, dù đã được kiểm soát được dịch, nhưng người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang, tuân thủ những quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Người dân không thực hiện sẽ bị xử phạt. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, để đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong tuần qua, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế cho biết toàn tỉnh ghi nhận 37 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 26 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 11 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Dự kiến từ nay đến tháng 9 năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nhận và đưa vào cách ly tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài quay trở lại làm việc. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương không được chủ quan lơ là phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát và giám sát chặt các khu vực có nguy cơ lây nhiễm như vũ trường, quán karaoke, chợ, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và dân lập nâng cao cảnh giác những đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng khi cần thiết để phát hiện sớm các ca bệnh COVID-19. Ông Trần Văn Tuấn cũng nhấn mạnh, năm học mới đang đến gần, Sở Giáo dục Đào tạo phải đảm bảo công tác phòng chống dịch để năm học mới diễn ra thuận lợi, an toàn. Đối với Sở Thông tin Truyền thông, cần tiếp tục tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phấn đấu đạt mục tiêu 60% dân số của tỉnh cài đặt ứng dụng này. Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cơ bản hoàn tất việc rà soát thống kê đối tượng thuộc gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ, bao gồm người lao động tự do, lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp, hộ kinh doanh có thu dưới 100 triệu đồng. Trên cơ sở rà soát, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tiến hành thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt hỗ trợ hơn 15.400 người, với tổng kinh phí gần 17 tỷ 480 triệu đồng. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội, sau thời gian rà soát thống kê, các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổng hợp và đề xuất hơn 15.800 người thuộc diện nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ với 4 nhóm đối tượng:
người lao động tự do, lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp, hộ kinh doanh có thu dưới 100 triệu đồng. Trong số này, lao động tự do chiếm tới 80%. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm định theo các quy định tại quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch, có khoảng gần 400 người không đủ các điều kiện theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ra quyết định phê duyệt danh sách của hơn 15.400 người nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 17 tỷ 480 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phân bổ và giải ngân kinh phí để thực hiện việc chi hỗ trợ đến các đối tượng. Như thông tin đã được ghi nhận trong chương trình thời sự, vào ngày 8 tháng 8, hơn 300 công dân Việt Nam từ Úc trở về được cách ly tại trung đoàn Minh Đạm, đóng quân tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay khi trở về quê hương phải thực hiện cách ly tập trung, chắc chắn là điều không thoải mái. Nhưng đây là yêu cầu cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân lẫn cộng đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên mọi người phải tuân thủ. 14 ngày cách ly tập trung tưởng là rất dài thì lại là những ngày mà hơn 300 công dân Việt Nam từ Úc trở về cảm nhận được biết bao tình thân, sự ấm áp khó phai. 14 ngày trôi qua vì vậy rất nhanh, để vào ngày hôm qua 22 tháng 8 thì họ chia tay trong luyến lưu bình rịnh. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ ngày 8 tháng 8 đến nay, các công dân thực hiện cách ly tại trung đoàn Minh Đạm đều qua 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. 100% đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung và được phép về địa phương theo quy định. Công tác bàn giao các công dân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn cho công dân hoàn thành cách ly sau khi trở về địa phương phải tiếp tục khai báo với chính quyền địa phương. Trong 14 ngày qua, cán bộ chiến sĩ các lực lượng tham gia cách ly cùng với bà con chấp hành tốt các quy định. Quá trình thực hiện ở đây, bà con, cán bộ chiến sĩ đều có sự hòa đồng, vui vẻ và ủng hộ Đảng, Nhà nước, chính quyền đang thực hiện công cuộc cũng như là cái chiến dịch để phòng chống dịch bệnh ngày một hiệu quả hơn. Sau khi bàn giao các công dân hết thời gian cách ly, mọi thành viên làm nhiệm vụ tại trung đoàn Minh Đạm tiếp tục thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày. Riêng cơ sở vật chất trung đoàn Minh Đạm được sắp xếp lại, chuẩn bị cho đợt nhận nhiệm vụ cách ly y tế tập trung tiếp theo. Cách biệt với đất liền, nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phần nào hạn chế hơn. Nhưng không vì vậy mà công tác phòng chống dịch trên đảo thực hiện lơ là. Chính quyền, các lực lượng chức năng địa phương vẫn rất chú trọng triển khai những biện pháp phòng dịch, nhất là ở những nơi công cộng. Tại chợ Côn Đảo, từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, thì ban quản lý chợ cùng các tiểu thương đều chủ động tích cực phòng dịch. Những lời nhắc nhở, yêu cầu phòng dịch COVID-19 ngắn gọn như thế này được ban quản lý chợ Côn Đảo đặt tại cổng chính và các lối dẫn vào chợ. Bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh, trong nước và thế giới cùng hướng dẫn phòng dịch được phát trên hệ thống loa của chợ 4 lượt mỗi ngày. Nhân viên bảo vệ chợ Côn Đảo và một tổ xung kích phòng dịch được thành lập cũng thường xuyên nhắc nhở tiểu thương, khách hàng vào chợ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Mọi trường hợp không đeo khẩu trang, nhân viên bảo vệ chợ kiên quyết không cho vào chợ. Chúng tôi thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ, tuyên truyền trực tiếp cho bà con tiểu thương và đặc biệt chúng tôi cũng có làm những hệ thống băng rôn để bà con tiểu thương, du khách khi vào chợ thì biết để thực hiện tốt. Thì đợt tăng cường dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới này thì bà con tiểu thương đa phần ở chợ Côn Đảo thì đều chấp hành tốt cái quy định. Bà con cũng nhận thức được cái nguy hiểm của tình hình COVID-19. Tiểu thương đeo khẩu trang xuyên suốt ở chợ, còn người dân và du khách vào chợ cũng đã quen với việc phải đeo khẩu trang. Họ nhắc nhở, như là nếu mà không có khẩu trang thì mấy chú ở vệ cũng không cho vô. Sự cách biệt giữa đảo với đất liền là một lá chắn an toàn. Nhưng vẫn còn du khách đến đảo, tất cả hoạt động giao thương vẫn hàng ngày kết nối đảo đến khắp vùng miền. Nên việc phòng chống, kiểm soát nguy cơ lây lan dịch COVID-19 luôn được chính quyền, lực lượng chức năng huyện Côn Đảo tăng cường, siết chặt. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, huyện Côn Đảo cũng đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 12 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đang hoạt động,
với lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 45.000 mét khối ngày đêm. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của 12 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp đạt tỷ lệ 100% trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, các nhà máy thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động còn chậm, vẫn còn 6 trong tổng số 12 khu công nghiệp chưa truyền dữ liệu quan trắc về trung tâm tiếp nhận của tỉnh. Hiện khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và Đông Xuyên đang đầu tư thiết bị truyền. Khu công nghiệp Cái Mép, Đất Đỏ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3 chưa đủ nước thải để vận hành hệ thống xử lý nước thải ổn định. Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo phải đầu tư mới hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp đạt cục A quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Bảo đảm đến cuối năm 2022, hệ thống xử lý nước thải tập trung của toàn bộ các khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt loại A. Trước mắt, đối với các khu công nghiệp có thu hút loại hình dự án đầu tư thuộc danh mục dự án hạn chế, không thu hút đầu tư, thì nước thải sau khi xử lý phải đạt loại A. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 951 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 820 ca so với cùng kỳ năm 2019. Tháng 8 thường là số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh hơn 30% so với những tháng trước và sau đó. Tuy nhiên, đầu tháng 8 đến nay thì số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh chỉ tăng nhẹ so với tuần trước. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đầu tháng 8 đến nay, trung bình mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận từ 22 đến 27 ca mắc sốt xuất huyết, chỉ tăng từ 1 đến 2 ca so với những tuần trước đó. Tất cả các ca mắc sốt xuất huyết đều ở thể nhẹ, chưa ghi nhận trường hợp nào bị biến chứng do sốt xuất huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết giảm sâu, tuy nhiên ngành y tế khuyến cáo không thể chủ quan, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra. Công tác phòng chống sốt xuất huyết vì vậy vẫn đang được các địa phương chú trọng, theo dõi bệnh nhân chặt chẽ ngay tại cộng đồng và xử lý ổ dịch kịp thời trong vòng 24 tiếng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hành nghiêm các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như dọn các vật dụng chứa nước, không để lăng quăng phát sinh, giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ, ngủ mùng.